Picasso đã từng nói rằng máu của tôi ở trong mỗi bức tranh và nó có nghĩa là sự sáng tạo của tôi cũng ở trong đó. Ý nghĩa của câu nói có thể hiểu như một cách khẳng định thương hiệu cá nhân trong mỗi nét bút của danh họa. Ngày nay, không chỉ riêng các nghệ sĩ mà mỗi người với cá tính độc lập, mạnh mẽ đều mong muốn để lại một dấu ấn cá nhân ở mọi nơi. Đó là lúc một cây bút với chức năng làm nên nét chữ, nét người phát huy ưu điểm của mình. Nếu bạn đang hy vọng về một sản phẩm bút ký như vậy, thì bút dạ Bi Picasso 903 sẽ không làm bạn thất vọng. Sản phẩm lấy ý tưởng từ bức tranh Những Cô Nàng Avignon. Ở đây, danh họa đã sử dụng các hình khối đan xen và màu sắc tối giản trong nghệ thuật vẽ mặt nạ người châu Phi để khắc họa hình tượng những người phụ nữ với vẻ đẹp tự nhiên, khỏe khoắn. Điểm nhấn của chiếc bút Picasso 903 là phần cài bút được khắc nổi chữ Y kéo dài tinh xảo, mang tính thẩm mỹ cao. Mỗi sản phẩm bút đến tay người dùng đều được đặt trang trọng trong hộp bút được làm từ vật liệu cao cấp, màu sắc sang trọng bao quanh mặt trên và xung quanh thân hộp. Đây xứng đáng là một món quà cao cấp dành cho doanh nhân hay các nhà lãnh đạo. Phần tỉ bút cũng được thiết kế nổi bật đặc trưng của phong cách hội họa Picasso, tạo nên vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt với những dòng bút thương hiệu khác. Bút Picasso 903 có hai lựa chọn về loại ngòi bút, đó là ngòi máy và ngòi dạ Bi. Với ngòi bút máy, sản phẩm sẽ sử dụng với lọ mực nước chính hãng gồm hai màu xanh và đen, còn lại dành cho những ai không thích việc bơm mực. Nhìn đầu dạ Bi cũng sẽ có những chuột bút thay thế kèm màu sắc tương tự như trên. Không chỉ làm hài lòng mỗi người sử dụng về mặt thiết kế và kiểu dáng, chiếc bút Picasso 903 cũng có những ưu điểm vượt trội khi sử dụng so với các loại bút khác trên thị trường. Trọng lượng vừa phải, cầm rất vừa tay, nhờ đó mà mỗi nét chữ cũng trở nên thanh thoát và mềm mại hơn bao giờ hết. Tuy là dòng bút cao cấp và thiết kế sang trọng, nhưng Picasso 903 lại không có mức giá quá cao. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng. Với mỗi sản phẩm bút Picasso, chúng tôi đều miễn phí dịch vụ tặng thiệp, gói quà và vận chuyển. Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu khắc tên lên bút, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng với thời gian nhanh và chi phí tốt nhất. Tất cả những dịch vụ trên giúp món quà của bạn thêm phần hoàn hảo.